bạn một cái mà. Nhưng bóc bim bim như bảo mẹ bóc cho. Ngôi nhà của vợ chồng chị Dính này. Khu vực Trạm Bát, những chiếc cốc khá là được bể sạch sẽ, cũng có những chai nước mắm. Tuấn Nung xin mến chào toàn thể quý vị khán giả và các bạn tiếp tục quay trở lại và đồng hành cùng kênh YouTube của Tuấn Nung Hà Giang. Xin chúc cô chú anh chị và tất cả mọi người có một ngày thật là vui vẻ, may mắn và an lành. Ngày hôm nay thì đồng hành cùng Tuấn Nung có bé Trúc Linh, nhà Tuấn Nung cũng muốn đi vào thăm hoàn cảnh của một cháu nhỏ không có gì ăn, chỉ có ăn măng đắng thôi. Và ngày hôm nay thì Tuấn Nung sẽ mang ít muối vừng, Tuấn mua vừng đen với lại lạc của những người dân ở đây gửi xuống cho dì Lan, và dì Lan lại làm muối vừng gửi lên. Và hôm nay Tuấn Nung thay mặt bà dì Cố Son mua ít thức ăn, mua ít thịt và một chút bánh kẹo và hỗ trợ cho con gái, những đứa con của nhà chị Dính Alu. Trúc Linh, con chào ông bà nào. Con chào ông bà. Con chào các cô, các chú. Con chào các cô. Con chào các chú. Con chào các chú. Em chào các anh, các chị. Em chào các anh, các chị. Ok. Hôm nay thì bé Trúc Linh sẽ đồng hành Tuấn Nung vào trong đó. Bây giờ thì Tuấn sẽ mời quý vị khán giả của Tuấn Nung di chuyển vào chỗ nhà của vợ chồng Alu. Một gia đình, hai vợ chồng, không có đất đai canh tác, biển sản rất là ít. Mỗi một năm cấy chỉ được khoảng độ 3 đến 5 tải thóc thôi. Mà trong khi đó hai vợ chồng có đến 4 nhân khẩu, có đến 6 nhân khẩu, có 4 đứa con các bạn ạ. Và cháu trai lớn 12 tuổi đã phải bỏ học để đi làm thuê phụ giúp cho gia đình kiếm cái ăn, nuôi những đứa em đi học. 4 đứa con, có 3 cháu là trai, chỉ có duy nhất cháu gái út thôi. Và cháu gái út thì các bạn biết rồi, cháu cũng mới 3 tuổi, đang học mầm non. Nhà không có gì ăn, chỉ ăn cơm với lại canh măng đắng. Măng thì rất là đắng, măng vầu những cái mùa cuối cực kỳ đắng mà cháu cũng vẫn ăn được rất là ngon lành. Do vậy khi Tuấn làm xong cái muối vừng, dì Lan hỗ trợ làm, Tuấn sẽ mang vào trong đó để hỗ trợ cho cháu nhỏ có cái ăn. Bây giờ Tuấn Nung mời quý vị khán giả đồng hành cùng hai bố con Tuấn Nung vào thăm hoàn cảnh gia đình của Alu nha các bạn ơi. Đi con. Cái tuyến đường nậm than này mới sửa xong, máy xúc mới sửa, ô tô có thể di chuyển đi vào được các bạn ạ. Nhưng những cơn mưa trong cái thời gian này khiến cho đường rất là lầy lội, rất khó đi luôn. Hôm nay đi cùng bé Trúc Linh nữa, thật sự là rất là khó. Phong cảnh thì rất là tuyệt vời. Tuyến đường lầy lội và rất là trơn. Khu vực này có đất đỏ. Phía trên này là chỗ nhà em Vàng thợ xây các bạn ơi. Em ấy đang đồng hành cùng Tuấn Nung để hỗ trợ giúp nhà bé anh làm cái nhà bếp. Thời gian này cũng mưa nên là các em làm việc rất là khó khăn. Tuấn Nung đã đến xóm ngoài thuộc thôn Nậm Than rồi. Nhà của bé ăn măng đắng ở kia. Nhà của Alu, nhà của chị Dính. Những đứa con thập thò thập thụt ở tại một cái ngôi nhà rất là nhỏ. Chị Dính ơi, Quang có ở nhà không? Quang ở nhà không? Ờ? Người dân ở đây thì ngoài canh tác những cái ruộng nương rất dốc đây, các bạn có thể tranh thủ trồng ít rau ở chỗ này thôi, góc này. Đó. Đây thì chủ yếu là đất đỏ pha cát, không giữ được nước nên là khi làm ruộng rất khó để giữ nước. Trước đây cho Quang nghỉ học cũng đã cuốc hai thửa ruộng nhưng mà cũng không giữ được nước. Bây giờ Tuấn sẽ mời các bạn vào thăm nhà của chị Dính. Hình như là 4 đứa con là có đủ ở nhà các bạn này. Đi Trúc Linh ơi, hai một con mình đi vào trong đấy. Đi con, đi theo cái đường bé này này. Đi con, cứ đi theo đường đi. Đấy, theo đường đấy đi cẩn thận nhé con nhé, không là ngã đấy. Đi đi. Lớn rồi tự đi, đúng rồi. Giỏi lắm. Ở
Đây các bạn có thể nhìn thấy người dân trồng những cây quả đậu đũa và những cái quả dưa. Đó. Đi con. Người ta trồng trên những cái thửa nương rất là nhỏ để có thêm được cái rau ăn hàng ngày thôi. Những vợ chồng như vợ chồng chị Dính Nga Lù này cũng không được đi học, trước đây không được đi học, gọi là mù chữ, lại xa các dịch vụ y tế, các cái dịch vụ trường học, chợ huyện, nên là vẫn sống theo cái phong tục tập quán lạc hậu, để quá nhiều con. Này, các bạn có thể nhìn thấy những cây quả cà đó, và những cây quả ớt được trồng ở đây là những cái món ăn chính mà gia đình tự làm. Trước đây khi Tuấn Nùng bắt đầu làm cái công tác chia sẻ thiện nguyện, được một em tên là Hạnh ở Hàn Quốc đồng hành hỗ trợ cho các hoàn cảnh ở đây trồng rau. Do vậy mà bây giờ các gia đình ở đây cũng biết trồng rau ăn rồi. Đi trên bờ ao này con, đúng rồi, đi. Đấy, và thăm em gì nhỉ? Em chào chị Dính nhá. Hôm nay ở nhà Quang. Đến chỗ gia đình của chị Dính rồi. A Lù đâu? Đi làm thuê. Đi làm thuê á? À? Đi làm gì ấy? Làm ruộng. Làm ruộng á? Này chị cầm cái này vào nhà cho em. Em mua ít đồ thịt với lại các thứ về cho con bé này. Ôi dồi ôi. Nhặt thôi em cái túi thịt lên. Cái kia là cái muối vừng. Cái muối vừng để trộn cơm cho các cháu ăn. Chị mang vào nhà đi. Mở cửa ra cho nó sáng nha. Đây, ngôi nhà bé bé đây các bạn này. Ngôi nhà rất là nhỏ. Quang hôm nay không đi làm gì à? Sắp lấy vợ chưa? Chưa à? Đây, đây là con trai lớn của A Lù. 12 tuổi, bé đã phải bỏ học để đi làm thuê rồi. Này, hộ chú mang cái ba lô của chú vào nhà phát. Còn đây là cô bé Út, con nhà chị Dính. Đấy, bằng tuổi bé Trúc Linh nhà Tuấn Nùng thôi. Được nghỉ hè chưa? Con tên là gì nhỉ? Chú Tuấn quên tên con rồi. Con được nghỉ. Hôm qua là con được nghỉ à? Ờ, bé có. Tên là gì nhỉ? Tên là cháu Thế Dung. À, Dung Dung nhỉ? Ờ. Bé Dung. Trúc Linh, con chào bạn Dung đi. Cũng học lớp 3 tuổi như con ấy. Bạn Dung này. À, chị lấy gói bim ra cho Dung đi. Bạn Dung ấy. Chào bạn đi con. Không quen à? Đi vào nhà bạn nhỉ. À đây này các anh này, các anh đang lấy một bát muối xuống hái những cái quả đào xanh để ăn. Các bạn. Đây, hai cái bé này là đang ăn cái quả đào xanh. Mang theo một cái bát muối xuống này. Mang muối đi theo để chấm à? Quả đào nên ăn chưa mà ăn rồi. Đấy, bé Dung cười tươi khi có bim bim như này, con thấy không? Đấy, bé này ăn măng đắng ấy, nhà bé không có gì ăn đấy con. Còn hai anh kia là đang đi trèo quả đào. Quả đào nên ăn chưa cò? Con đứng ở trên này nhé. Đứng ở trên này chơi với bạn Dung nhé. Ôi trời ơi. Lấy cả một bát muối lên đây để chấm quả đào ăn à? Ây da. Đấy, vào trong nhà các cháu thì không có gì ăn. Là có cái cây đào. Những quả đào rất nhỏ. Đâu, hái cho chú Tuấn xem một quả là to bằng nào rồi mà đã nên ăn rồi. Mang theo cả bát muối để chấm ăn á. Ôi quả đấy còn chưa nên ăn nữa à. Nó chua chua phải không? Trèo lên cây đào. Đâu, giơ bát muối ra chú Tuấn xem. Đấy, một bát muối các bạn nhé. Chấm với lại quả đào thôi. Đấy. Đang hái những cái quả đào xanh để ăn.
mang theo một bát muối, hai anh em, anh trai Quang, xong rồi đến cậu nhóc này, xong đến nhóc này mới đến cháu Dung. Cháu Dung là cháu út. Tuấn mời các bạn vào nhà đi, vào nhà chơi. Ừ, kệ nó, cho bố mượn nào. Chị nấu cơm tối chưa? Ồ, hôm nay có món cá suối à? Em xem cá nào. Bê chậu cá về đây. Ai đi bắt được cá này đây? Hoàng ấy. Hả? Hoàng ấy. Hoàng đi bắt cá này à? Toàn cá suối các bạn ơi. Thế hôm nay là tối nay là gia đình có bữa cá để ăn rồi nhỉ? Sáu người sống trong ngôi nhà nhỏ, thập thụt, không biết làm gì để kiếm sống. Con bảo bạn bóc ăn đi, con đưa cho bạn một cái nào. Dùng bóc bim bim như bảo mẹ bóc cho. Đây, ngôi nhà của vợ chồng chị Dính này. Đó. Khu vực chạn bát, những chiếc cốc khá là được để sạch sẽ, cũng có những chai nước mắm. Hôm nay Tuấn Nùng mua thịt, mua một số nhu yếu phẩm, bánh kẹo với lại gói bim cho cháu Dung. Với thay mặt dì Lan mang cái lọ muối vừng về. Ngôi nhà đây. Con thấy nhà của bạn Dung bé không? Có. Rất là bé. Đây là khu vực ngồi uống nước. Đó. Đấy, bốn đứa con, hai vợ chồng ở trong một ngôi nhà rất là nhỏ. Và đây là cái không gian buổi tối, các cháu sẽ ngủ ở đây. Đó, kê bằng những cái tấm gỗ thông và có một cái xốp mỏng hình như của những cái chiếc đệm cũ rách. Và phía đằng sau nhà thì thùng lỗ, người có thể chui ra chui vào. Quần áo thì vắt phía trên này, quần áo thì để phía trên. Đó, không gian ngủ chỉ thế này thôi các bạn này. Bên này thì có một chiếc giường nữa, rất là nhiều quần áo, đang rất bừa bộn. Tối ngủ bắt đầu mới để gọn vào một góc vì vốn dĩ là quần áo không có chỗ để. Đó. Chiếc giường này thì cũng làm bằng những cái cây tre với lại cái cây xoan rất là bé, bé bằng cái bắp tay đây. Thế thời gian vừa rồi Quang làm gì? Cháu đi làm ở đâu? À, cháu cũng ở nhà làm ruộng thôi. Ở nhà làm ruộng thôi. Ừ. Cháu sang bên này chú Tuấn hỏi, đi sang đây. Cái nhà của cháu như thế thì cái con ngồi xuống đấy, cái ngồi xuống dưới đấy. Chú Tuấn hỏi là với nhà con thì buổi tối cái giường đấy là ngủ được mấy người? À, ba anh em ngủ đấy. Ba anh em ngủ đấy. Ừ. Thế còn bố mẹ? Bố mẹ ngủ giường ở cái giường bên này. Ừ. Với lại em gái ngủ bên này. Ừ. Thế cái cột này bé bé này không sợ nó sập à? Không. Hoàn cảnh khó khăn quá. Nhà khó khăn như thế này mai này khó lấy vợ đấy nhỉ. Ừ. Thế đợt này có bố con có đăng ký cái gói 44 triệu của nhà nước để làm cái chương trình xóa nhà tạm, có làm lại nhà không? Có. Có à? Ừ. Tức là đăng ký lại cái gói 44 triệu để làm lại nhà. Ừ. Thế cái đất này có san ra thêm không? Cho nó rộng ra không? Không biết bố đâu. Không biết bố. Ừ. Thế bây giờ cháu là con trai lớn thì cháu phải ấy chứ? Cháu phải... là làm theo ý của bố. Làm theo ý của bố. Ừ. Thế bố bây giờ đang đi làm thuê ở đâu? Đi làm thuê ở huyện. Làm thuê ở huyện. Ừ. Đi làm cái gì đấy? Đi làm ruộng. Làm ruộng á? Ừ. Đi làm ruộng thuê. Ừ. À. Thế đợt tới này bảo bố với lại cả cháu nữa cùng chú Vàng đi làm cho chú Tuấn. Ừ. Đi làm nhà bếp cho nhà bé Inh ở trên kia. Ừ. Nha. Vâng. Với lại hôm nay chú mang vào thì có cái lọ muối vừng đây này.
Này, cháu bỏ ra. Tuấn vào. Cái lọ muối vừng này là cái hạt vừng, có biết hạt vừng không? Lục nghe đấy. Không biết à? Với lại hạt lạc ấy. Đấy, giá ra. Cái này thì để trộn với cơm ăn nhé. Cái này để trộn với cơm ăn. Hôm nọ chú Tuấn vào thấy mỗi bố mẹ của cháu với lại em gái rồi em Dung ấy, ăn mỗi măng đắng với canh ấy, rất là khổ. Nên là bà Lan bà ấy làm muối vừng gửi vào. Nên hôm nay chú Tuấn cầm vào, tranh thủ cầm vào cho bọn con có cái ăn. Nhất là bé Dung. Bé Dung là mới được nghỉ hè thôi đúng không? Thế còn hai thằng em của cháu tên gì ấy nhỉ? Hoàng với Bình đúng không? Hoàng với Bình được nghỉ hè chưa? Rồi. Được nghỉ hè rồi à? Bây giờ nghỉ hè thì những ngày hè như thế này thì Hoàng với Bình hay đi làm gì giúp đỡ gia đình? Cũng ở nhà đó. Có hay mò xuống suối đi bắt cá không? Có. Ngày nào cũng đi hay là một tuần đi mấy ngày? Một ngày hai ngày đi mấy lần. Một ngày hai ngày đi một lần. Nhưng mùa này là mùa nước lũ nên là các em mình đi suối thì bảo các em cẩn thận. Nước mưa đầu nguồn hay lũ thì đừng đi nhé. Không là nguy hiểm đấy. Thế tối mà ví dụ như bố mẹ mà ngủ đây thì cái đồ bây giờ quần áo như thế này dọn để đâu? Dọn để trên. Thế sao ban ngày lại để tung hết xuống dưới này? Thế tối ngủ ở đây có sợ con gì nó chui vào cái lỗ kia không? Thế còn đứa gái nào nó về nó bắt cháu đi thì làm thế nào? Nó lại bắt chồng không phải mình bắt vợ nữa, làm thế nào? Đây là những bộ súng kính này các bạn này. Những cái chiếc kính này là tự chế. Đó. Bằng cái xăm xe máy cộng với lại một cái mặt kính. Và có một cái đai sắt inox. Đó, để làm cái kính lặn. Với những cái khẩu súng làm bằng cái cây tre. Và cái dây tông. Trên đầu mũi súng thì có những cái ngạnh rất là nhọn và được đánh ngạnh như thế này để đi bắn cá. Ở đây thì gần sông chảy. Đó, cũng gần cái lòng hồ thủy điện nên là hay đi đánh cá. Đây là những cái lưới. Nhà thì có một chiếc chum. Chiếc chum này thì hôm nọ là để cái măng đắng các bạn ạ. Để măng đắng, để làm măng chua. Vừa chua vừa đắng. Và khu vực đây là khu vực những cái trạm gác bếp để đồ. Và nhà chỉ đun nấu ở cái bếp này thôi. Chú Linh ở đây chơi với bạn Dung nhỉ? Ở đây trải nghiệm mấy ngày nhỉ? Bố để con ở đây ở với bạn nhé. Có ở không? Không à. Đây này, bạn Dung này, mũi nhọn nhèm hết rồi đây này. Đang ăn bim bim này. Có ngon không con? Ngon không? Ngôi nhà rất là bé. Đó, cháu Quang thì đã lớn rồi. Sao con không giúp mẹ bộc củi? Đi đi ra giúp mẹ đi. Cháu Quang thì bây giờ cao bằng Tuấn Hùng. Con cao mét bao nhiêu rồi? Mét 58. Mét 58 á? Mét 68 chứ? Mét 58 rồi. Mét 58 rồi à? Có. Cao hơn mẹ thì đang bột củi. Ô, con kiến nhiều quá nhỉ, chị Dính nhỉ? Nhà ta có một phân này. Cho mẹ bổ cũng được. Thế đợt trước là con cuốc hai cái ruộng này là không làm được ruộng lúa à? Ê, cái cây để bé quá cần gì bổ. Bổ thì bổ cái khúc to này này. Đấy, bổ cái khúc to này này. Khúc đấy bé quá. Con đi vào bên kia. Để cho anh Quang anh ấy bổ củi. Nhà chị Dính gieo mạ chưa? Hả? Nhà chị gieo mạ chưa? Không hiểu gì ạ. Con hỏi mẹ là bảo nhà gieo mạ chưa? Rồi. Gieo rồi à? Bao giờ cấy đấy? Chưa biết đâu. Không biết. Năm nay Quang được 13 tuổi rồi nhỉ?
không biết là đói cơm hay là ăn chơi. Em để cho no những quả đào xanh lét các bạn ạ. Bắt đầu là mang một cái bát muối xuống. Xong sau đó là hái những quả đào xanh xanh này, chấm muối ăn rồi. Đào chưa kịp lớn, chưa kịp chín luôn. Toàn thể ngôi nhà các bạn có thể nhìn thấy. Đợt tới này nghe nói là nhà của chị Dính A Lù cũng sẽ được đăng ký cái gói 44 triệu hỗ trợ để xóa nhà tạm. Chứ bây giờ một gia đình có 6 người ngủ đến cả chỗ ngủ chen chúc nhau như một cái ổ chuột. Bố đi làm tối về không? Không. Hả? Không. Thế là đi giúp họ làm ruộng là ở luôn đấy à? Ờ. Ở luôn đấy. Ở luôn đấy luôn. Thì mai mới về à? Hay là khi nào xong mới về? Khi nào xong mới về. Làm giúp nhà chú nào đấy? À, làm giúp nhà bác Bình. Bác Bình à? À. Bác Bình hay chạy xe ôm đấy đúng không? À. À. Đi lên nhà bác Bình làm các bạn ạ. Gạo à chị Dính? Ờ, gạo ăn à? Đây là gạo ăn của gia đình các bạn. À, Quang này, cái kia là cái muối vừng ấy, như kiểu là mình lấy lạc với lại cái hạt vừng giã vào nhau, ở trong nó có muối rồi. Là mỗi lần ăn cơm là con lấy một thìa con xúc trộn vào cơm cho em mình nhé. À. Ừ, tại vì là nhà cũng chẳng có cái gì ăn, hôm nay chủ Tuấn mua hơn cân thịt kia tí làm cho các em ăn nhé. À. Nhà rất là nhỏ, đi thì hơi chen chúc một tí. Gạo ở đây thì người ta chỉ sát qua một lần thôi và người ta sẽ mỗi lần nấu ăn là người ta sẽ phải sẩy cái đầu mày nó đi. Là chị dừng lại từ từ hắt đi nhá. Các bạn sẽ thấy là cái đầu mày rất là nhiều luôn. Đó. Cái đầu mày này rất là nhiều, hắt xuống đây để tí cho gà. Mỗi lần sát như thế thì sẽ giảm thiểu được cái sự hao hụt của lúa gạo. Tức là người ta chỉ sát vỏ đi thôi, người ta không có sát sạch. Để ăn được cái vị nguyên của gạo, vẫn còn đầu mày đó. Mỗi lần nấu là phải sẩy. Hôm nay chị Tuấn cũng thay bà Son để mua một ít cái nhu yếu phẩm, mua thịt này, rồi lại mua những cái đồ cần thiết thôi, dành cho gia đình, chủ yếu là đồ ăn. Với lại gói bim, hộp sữa, giày sữa cho em gái. Thì đây là cái món quà của bà Son, con có lời nào cảm ơn đến bà Son không? Con nói xem nào. Con cảm ơn bà Son, bà Son giúp con đền con có ăn uống. Với lại cái lọ muối vừng kia là của bà Lan. Chị Tuấn cũng bà Lan làm cho chị Tuấn để chị Tuấn mang vào cho gia đình con. Tại vì hôm nọ là khi chị Tuấn đến đây là em gái con chỉ có ăn mỗi măng đắng thôi. Canh măng đắng mà nó ăn tốt thật. Chị Tuấn cũng không ăn được măng đắng cơ. Không có gì ăn bắt buộc phải ăn thôi đúng không? Cảm ơn bà Lan một câu con. À, con cảm ơn bà Lan cho muối vừng. Chúng con ăn. Con phải chịu khó cố gắng thôi. Bây giờ học hết lớp 2 ở nhà lao động, phụ giúp gia đình để có được cái gạo ăn, nuôi các em ăn học. Nói chung là tương lai đối với lại các cháu thì mịt mờ lắm. Học tốt thì mai này có thể thay đổi được cuộc sống, ra đi học chuyên nghiệp được, đi ra làm cán bộ, có được một tí cái công việc có lương thì đỡ vất vả. Chứ còn không thì cuộc sống của các cháu thì rất là vất vả luôn. Con tên là gì nhỉ? Chị Tuấn quên mất rồi. Hoàng nhỉ? Hoàng đang mổ cá à? Tối nay là dàn cá ăn nhỉ? À, hôm nọ chú Tuấn bảo bố là đi suối bắt cá về làm kẹp cho chú Tuấn, có làm không? Làm nhưng mà
Chú Toán không đến thì bố lại ăn hết rồi. Chú Tuấn không đến là bố lại lấy xuống ăn hết rồi à? Ô, làm phải để có khô, chú Tuấn đến, chú Tuấn lấy 50 kẹp luôn. Cứ làm kẹp khô để đấy cho chú Tuấn, cứ để trên các bếp ấy, xong chú Tuấn trả tiền cho đàng hoàng nhá. Một con đi suối bắt được cá suối đấy. Đây này các bạn này, nếu mà bắt được những cái dòng cá suối đây này. Đấy, gồm có cá trắng này. Đấy, và cái dòng cá khuy này các bạn này. Đó, những chú cá suối như thế này. Thì... lấy cái cây, chẻ cái cây bé bé ra ấy, xiên lên xong bắt đầu làm thành kẹp cho chú Tuấn nhé. Hả? Cá rô phi không lấy. Không, cá rô phi không lấy nhé. Chỉ lấy cá suối thôi. Đấy, làm kẹp khô lên, chú Tuấn lấy 100 kẹp nhé. Cứ làm lên kẹp đi. Có một ông ở dưới Hà Nội, ông tên là Tuấn, ông muốn được thưởng thức cái cá suối ở vùng cao này này. Nên là chú Tuấn cũng chỉ tạo điều kiện giúp cho ông ấy có được cái sản phẩm này. Và giúp đỡ gia đình con là có được cái thu nhập nhé. Cứ làm thành kẹp đi con, làm thành kẹp đi bảo em ấy, không cần bố đâu. Những quả cà các bạn này. Những quả cà. Tới đây là ăn quả cà. Không có rau gì. Không có rau gì. Vợ em Vàng thì đang làm ruộng ở dưới kia các bạn này. Ở đây thì cũng chuẩn bị cấy. Những cái tả lý cao đến 5 mét luôn. Cái gì con? Ngứa chân ấy, con dĩn đốt à? Phải con dĩn đốt không? Con đuổi con dĩn đi nhé. Đây, mẹ của bạn Dung đang bảo bạn Dung là mang những quả cà đi vào nhà đây này. Đấy. Thôi bố con mình đi về nhé. Đi về thôi nhỉ. Con thấy không? Bạn Dùng bạn ấy tự nhặt những quả cà đấy. Chạy ngay thật chứ. Thôi em đi về đây. Chú đi về đây. Nay Tuấn Nung cũng mang cái phần quà của bà Cố Son với lại của muối vừng của dì Lan vào để hỗ trợ cho chủ yếu là bé Dung thôi. Hôm nào Tuấn Nung vào thì thấy bé Dung ăn măng nắng rất là khổ. Do vậy hôm nay cũng mua ít thịt, mua ít nhu yếu phẩm vào để hỗ trợ cho gia đình. Hôm nọ bà Cô Son bảo là cho 500 ngàn thì mua cho hoàn cảnh nào cũng được. Do vậy Tuấn Nung cũng mua cho hoàn cảnh của chị Dính. Hôm nọ Tuấn cũng định lên chỗ bé ở trên bàn luốc mà bị cha bóp cổ, chết hụt. Đó, hai vợ chồng sau đấy là đều sang thế giới bên kia, để lại mỗi đứa con gái. Và đứa con gái đó bị liệt đến 2-3 năm do bị bóp cổ lâu quá, ngạt thở. Mà cháu rất là may sống lại. Tuấn định lên trên đó nhưng cũng chưa có thời gian lên. Và hôm nay thì Tuấn cũng mời quý vị khán giả vào đây để thăm hoàn cảnh của gia đình cháu Dung. Đó, cho bé Trúc Linh vào trải nghiệm. Đường đi là khá là khó nên Tuấn Dung xin được kết thúc video và di chuyển đi về đây. Nhiều quả cà quá nhỉ. Cái này thì tối làm kiểu gì ăn? Ừ? Tối làm kiểu gì ăn? Tối vâng. Ăn quả cà ăn cá có thịt đấy. Tí xào thịt cho các cháu ăn nhé. Vâng, em đi về đây. Chú đi về đây. Con ra tay con chào mọi người cái nào. Tuấn Nung xin cảm ơn bà Cô Son, cảm ơn dì Lan, cảm ơn quý vị khán giả đã luôn quan tâm theo dõi, đồng hành, ủng hộ cho kênh YouTube của Tuấn Nung Hà Giang. Tuấn Nung xin kết thúc video ở đây và di chuyển đi về. Xin chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại các bạn vào các phần video tiếp theo trên kênh YouTube của Tuấn Nung Hà Giang nhé.